chào mọi người nha. Hiện tại hai vợ chồng mình đang ở cửa khẩu Lo Sợ đợi mọi người nè. Ở đây rất là vui rồi ạ. Cửa khẩu Lo Sợ đó thuộc Mộc Châu nhá. Để mình khoai cho mọi người xem nè. 55.000 đồng. Ôi ôi ngã. Vào đây mua mũ da giàu niềm vui. Cô nào chồng mở chồng chê. Nóng kinh khủng luôn mẹ ạ. Ừ là trời. Nóng này mà mặc đồ mơn cho mình chùa luôn quá. Anh cũng tùa luôn quá. Thế anh có bao giờ mặc đồ mơn làm chi? Mặc đồ mông cho đẹp. Cần gì đẹp? Thấy nhiều người mặc đồ mông quá trời. Nhưng mà nóng lắm không chịu được đâu. Mà mặc vậy là cũng được rồi. Gà Lào bé hơn hả? Con lợn của bên Lào nó gọi là con gì chú? Tôm hùm. Con tôm hùm à? Thế chú là người gì ạ? Chú là lửa lao bên Nam. Chú là người mình sang đây kinh doanh. Giác bên rồi. Người mình sang đây kinh doanh gọi là người Kinh à? Người Thái. Người Thái mà. À dạ. Con cháu cá ơn. Kìa con gà của bên Lào kìa. À nhỏ nhỉ. Nó khác gì gà Việt Nam. Đâu nhỏ hơn. Nhỏ hơn hả? Chắc ngon hơn hả? Chú nói là nhỏ hơn. Để xem gặp được. Ở Lào cũng có su su đấy. Ờ ở Lào cũng có su su mà. Hay nhỉ. Ừ. Nước Lào cũng giống nước ta mà. Ô nước Lào cũng có bí kìa. Ô Lào cũng có đu đủ kìa. Cái tưởng không có chứ. Lào cũng có thắng cố luôn anh. Đấy nè. Ở cửa hàng buôn bán lẻ hàng Lào hàng Việt đấy. Đây này. Hàng Lào hàng Việt. Ừ, thắng cố Lào ngượn. Lào cũng có thắng cố này. Ừ. Ô nước Lào hay quá các bạn ơi. Giống y chang Việt Nam luôn. Ô nước Lào cái nhà kia lên trên kia. Ô nhà kia cũng giống Việt Nam mà. Nhờ. Ừ. Ô nước Lào có nhãn này. Cái này nhãn ở Việt Nam đem qua. Bia kìa, bia Lào kìa. Chú. Chú. Này hai vợ chồng đi qua Lào thử cảm giác thử xem ạ. Cảm giác Lào nó như thế nào. Lào cũng có nhà. Gì Việt Nam không? Nước Lào cũng giống nước ta. Hai nó cho mình ăn đây ăn nhãn của nào đấy. Nhãn nào đấy. Mình mang mẹ sang nào đấy. Hello. Nhãn nào Nam. Quả bưởi Lào to chưa? Chưa thấy người Lào nào nhỉ? Bây giờ lên trên nhà này sẽ thấy được người Lào. Lên không? Không. Lên thử. Không biết là tiếng Lào nó xin chào là gì nhỉ? Dạ, nhắc vô. Đây nhà Lào đó là người Mông này. Người Lào cũng là người Mông Mông. Hành trình đi tìm cô gái Lào. Khó quá. Cũng là người Mông mà. Nhà Lào cũng tốn nhà người Mông mà. Ờ đây. Đau cả bụng luôn á. Giống nhà người Mông mà. Đây là người Mông mà. Người Mông bên Lào đúng không? Đi dép không? Không đi dép, sao đến rồi kìa. Nhìn xa thôi mà đi cũng nhanh mà. Nói chung là bên Lào thì cũng có người Mông nên là cái nhà là người ta làm cũng giống. Đấy. Và đấy bên Lào đấy. Đây, đây là xe của bên Lào đây. Biển số Lào luôn. Hai cô gái đó cũng Lào luôn. Mấy cô gái kia cũng Lào đấy. Đâu? Ở đấy đi, người Mông Lào ấy. À, Mông ở bên Lào ạ? À? Ôi trời, tôi có chịu đuổi chưa nhỉ? Sao không chịu đuổi? Ôi sao, ngôi nhà chị ở ngôi nhà thờ đúng không?
không biết nữa, đấy là khách nhà người ta đấy. Ôi, nhà bên Lào. Yeah, bên kia có hai cô gái Lào kìa, phải không? Hỏi thử coi. Chắc không phải đâu nhỉ? Nghĩ sai kìa. Kìa, có lít Lào kìa. Đấy, xe máy của Lào này. Ô, xe máy Lào giống xe máy Việt Nam nhỉ? Có khác gì đâu, khác mỗi cái biển số thôi. Người Lào giống người Việt mà. Đâu khác, giống Honda nữa kìa. Cái công an này giống kiểu công an mình ngày xưa, thời ngày xưa. Làm gì? Ngày 3 mới làm gì? Không mà. Không cần. Hello anh đẹp trai. Anh có vợ chưa? Hiểu thì có vợ chưa? Câu này có chưa có chồng? Bắt em không? Người nào không có chút khỏe vợ? Để em đi tán trai cho anh xem. Em đi tán trai á? Ok. Em tán một anh người nào cho anh. Là sao ạ? Ừ, em biết nói tiếng Mông, ta nói tiếng Mông với Việt Lào, ta họ không hiểu. Đúng rồi. Đây là gì? Đây là bánh gì? Bánh chưng à? Ê, người Mông Việt Lào cũng biết nói tiếng mình mà. Đây là... Ở đây tòa bán chân gà ấy nhỉ? Ừ, bên này chắc là gà nhiều. Ui, gà không thấy nhỉ? Hai miếng. À. Hả? Sao bên Lào người ta lại chở nó đằng sau nhỉ? Đâu, để là mấy người họ cho đi kế à? À đi kế à? Tưởng bên Lào người ta chở được đằng sau cốp. À, cho hỏi anh Phú xem hỏi anh ở đâu? Ở bên Lào có tạp hóa này. Không có đâu, ở đây có ăn gì đâu, thích ra mà sống rồi. Anh hỏi nhiều quá à? Có chỗ mấy đồ này. Anh hỏi nhiều quá à, đến cho cái vớ món rồi ạ. Bực cả mình. Giống Việt Nam à, đi à? Chào luôn. Kia, người quen kia. Kệ. Anh Phú đâu? Ôi, công an bên Lào này. Giống người Việt à? Thái, giống người Thái. Đấy, người Mông Lào mà đồ kiểu đấy để bệnh ở đây. Đâu, Mông Lào đâu? Đây này. Đâu? Đấy, chị kia mặc vải kìa. Đâu? Đây á? Không, vải kìa. Chị em đưa anh đi vào tập hóa anh xem. Không biết là cô gái người Mông bên Lào có biết nói tiếng Kinh không? Từ người đi học cũng biết mà. Đây là nhạc Mông đúng không? Tiếng Mông Lào là vẫn giống tiếng Mông bọn em. Đúng rồi. Tiếng Kinh khác. Rồi, càng lên đây càng đông người. Tí mình thử đi mua đồ Việt Lào xem. Ừ. Đi mua đồ Lào thôi, đừng có mua đồ Việt Lào. Tí mình thử nghỉ nhá. Hả? Tí thử nghỉ không? Có chứ. Cứ đi hoài sao đi được. Như vậy đã, chợ như vậy hả? Chưa tới. Tới rồi. Chưa hết. Tiền Lào kìa. À. Mình phải đổi cái tiền Lào. Đổi làm chi? Đây làm tiền. Kia đúng không? Người Mông Lào đúng không? Đang ngồi kia đúng không? Đây. Không biết. Thì có đồ, có một cửa hàng tạp hóa cái gì bán đồ Lào mà. Vậy hả? Lào đẹp trai lắm. Người Lào.
bán xuất sinh. Ở đây là đồ người Kinh mà. Hả? Ồ, đồ bên Lào cũng giống đồ Việt Nam nhỉ? Đấy, chai Lào đẹp trai chưa? Không có tiền số. Đây là đặc trưng. Đặc trưng bên này, nãy giờ anh thấy nhiều xe không có biển số đấy. Xôi kìa. Hạt đo và hạt đo. Xe mà đi. Có phải xôi không? Đây một cái chúng mình triệt xa đó. Ước kỳ xa. Đây có bị lấy cửa nào đây? Lên đây chắc không giao tiếp được quá. Mình nói tiếng Kinh người ta người bán hàng không hiểu. Hiểu mà. Có một số người hiểu rồi. Để tí em hỏi xem nhá. Nói tiếng Mông á. Để tí em sợ và nói tiếng Kinh thế họ có hiểu nhá. Sang đây liệu có bắt được vợ không? Thế sang đây liệu có bắt được chồng Lào không? Được. Toàn chồng Việt thôi chứ có thấy chồng Lào đâu đâu. Có chứ, nãy thấy mấy anh mấy người mà đi xe á. Là người trai Lào. Đấy, đây trai Lào này. Đấy. Anh ơi. Ở hai cháu bé mà. À, cái này cũng có người ta nóng đạp được không, người món ăn. À. Món ăn ở đây cũng được. Đây thịt chi à? Thịt nướng. Nhỏ tí tí à? Nhỏ ghê á. À, chín chưa chị? Thịt này chín chưa chị? Chín rồi, thắt chín rồi. Cứ tưởng không nói được tiếng Kinh nhưng hỏi nãy giờ. Bao nhiêu tiền một xiên? 10.000. Em ăn được mấy xiên? Tí về nó chín ra rồi. Chín rồi mà. Chưa chín. Không à. Chưa chín mà. Lát đói về ăn. À, cũng giống Việt Nam mà. Đây là nói chung là hàng bên Việt Nam. Tí nó đâm nhau phát về. Còn đi bao xa nữa đây? Đi sang bên đây này em, đi bên đấy đi ngược đường. Ôi kìa kìa, bên kia mới đông vui kìa. Ồ nhờ, à. Bên đấy mới là hội chợ đấy. Gì cái chị anh để trai? Không. Đây đúng không? Đây đồ Mông Lào đúng không? Không. Tí tí vào hội chợ à, anh biết. Chắc còn phú được trên đó đấy. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi vào cái trong cái chỗ trung tâm chỗ kia, rất là đông người kìa. Đưa đưa đông kia kìa. Đưa dết lên đây, đưa dết lên đây. Dết lên hả? Thấy đi đang ăn ngoài cùng á. Thì phải có đưa dết này. Đứng vào đây. Sướng không? Hả? Sướng không? Cười ra thoải mái hả mày ạ? Quá sướng. Đây bỏ đây. Đi vào đấy rồi đi. Đừng bảo không mang dép ra nhá. Có chứ. Đừng nói không đem chứ. Nãy anh bỏ vào rồi mà. Đây. Đưa đây, bỏ đây. Bỏ vào đây mọi người. Đấy, thoải mái hả? Nhiệm vụ của mình hôm nay là sách xếp chưa? Em mua em mua cái này không? Cái này cái gì? Một cái này đeo trên không. Đất đang về chính nào?
Ủa, cái này là cái gì đây? Dưa mèo. Dưa không. Lào chứ? Dưa mèo. Dưa Lào. Nhưng mà em gọi là dưa mèo. Ăn không? Không. Ăn đi. Phải tu, phải uống tiết lệ ra tàu. Nên em đi à? 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 Mà chứ thử. Mình đi lên xong rồi không? Nộp đủ đủ. Cái này là cái gì vậy? Phở á? Thảo ơi! Thảo ơi! Trước em! Trước em! Em ngon. Em có ăn đâu? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đông người, đông vui chưa này bởi vậy này. Em đố chỗ mày có đông vui như này ấy nhỉ? Đố chỗ mày vui như này ấy nhỉ? Người xui ấy nhỉ? Sao không thấy nhà đâu? Ngồi nghỉ một tí được. Đấy người lão. Đâu người lão đâu? Đâu? Đấy mấy chị này. Ăn kem không? Kem gì vậy? Không biết. Không phải kem mà. Nước chi đi. Chạy lào em có biết nói tiếng lào đâu. Ở đây trang điểm hả? Có dịch vụ trang điểm luôn. Đấy người lào. Thôi mình trang điểm rồi đi. Kẻ lông mi á. Thank you.
chắc còn nó đang phải sân khấu thôi. Phải nhé. Ở đây là đồ người Mông Lào này mọi người này. Chưa mẹ mua bộ như này cho em đấy ạ. Này to quá. Thì chưa mẹ mua cho em chứ em có bảo là mua cho hồ con. Không thử được cái nào ạ? Em bé lão. Đi tìm chỗ nào nghỉ đi. Bây giờ còn muốn nghỉ ăn uống hay là nghỉ uống nước hay là nghỉ như thế nào? Nghỉ như nào cũng được. Ăn kem đi, kiếm chỗ uống nước đi. Nhào một tí mình về mình ép lại. Bó bóp ép lại. Về lấy bật là nóng nhỉ. Lần đầu được uống cái này. Vâng. Không biết là cái gì. Vẫn thế chỗ. Chẳng biết là có. Chẳng biết ăn được hay không nhưng mà ăn. Ăn đại đi. Người ta ăn được mình cũng ăn được. Kiểu họ. Dừa. Dừa. Cái này là dừa. Dừa xay. Anh chị có bia Lào kìa. Đấy các bạn thấy bia Lào ấy. Bia này nặng lắm này. Bia này uống một chai là say rồi. Đâu anh chị cũng là khách du lịch mà. Thì đúng rồi. Có em bé nó ngủ trong kia.